Topic 1 nè. Tự viết nha, lớp 8 tự viết được rồi. Không. Leisure activity, what is it? How much leisure time do you have a day? What's your favorite leisure activity? Rồi mô tả cái đó, nói về cái gì đây, viết cái gì đây? Bạn làm cái đó với ai? Tự nhiên đích country gì đây trời? Chia sẻ cảm xúc về cái hoạt động đó, mình chép sai á. Lợi ích tích cực tiêu cực nè, mang lại cho bạn nè, giải quyết cái vấn đề tiêu cực bằng cách nào, trời ơi. Mô tả miền quê mà bạn đã từng đi thăm, đã từng sống hoặc thăm, ở đâu, đi tới đó khi nào, bằng xe gì, đi với ai, làm gì ở đó. Topic 3 nè, topic 3 nè. Topic 3 nói về custom and tradition ở trong gia đình bạn, trong đất nước của bạn. Bạn nghĩ cái nào nên tiếp tục, bạn nghĩ cái nào nên break down, loại bỏ, tại sao? Ok.